xin chào tất cả các bạn, mình là Bunga đây. Và hôm nay mình sẽ sử dụng 5.000 viên kim cương để nâng cấp hết những cái bẫy của mình để xây dựng một hệ thống bẫy siêu an toàn. Các bạn nhớ xem hết video nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào một cái màn mới. Ở lần trước thì mình đã chiến thắng cái con trùm 10 màn. Còn bây giờ thì 10 ải chứ không phải 10 màn. Còn bây giờ thì gì đây? Ồ, bây giờ mình đã có thể bán được những cái thẻ bài mà mình không cần. Ok, ok, được nha. Bán gì đây? Không có cái nào tôi muốn bán cả. Nó bắt tôi bán mọi người à. Ok, vậy thôi tôi sẽ hy sinh cái cây cột đi. Và bây giờ bức tường ở đâu đây? Ở đây này. Xong rồi cái con này đứng ở đây nó bắn này. Giờ mình chơi đội hình bắn nha. Ok, bắn này, súng lửa này. Bây giờ mình nghĩ là mình cũng không cần cái bẫy cắt cổ nữa rồi. Ok, tạm thời như vậy trước đi. Tôi tự tin là cái súng lửa của mình có thể hủy diệt cái bọn này. Ok, giờ tôi nhanh này. Lên. Cái đậu này bắn hơi bị dữ nha. Mấy cái màn này bình thường thôi. Quan trọng là phải giết chùm. Mình sẽ chọn tốc độ tấn công cho cây súng của mình. Nâng cái này lên này. Bây giờ chúng ta đợi tiền để nâng cấp cây súng lửa lên nha. Bây giờ cây súng lửa của tôi bây giờ mạnh lắm mọi người ạ. Ô, có thiên thạch này. Cái này mới nha mọi người. Ok, mình sẽ chọn thử thiên thạch coi liệu nó đã làm được gì. Nâng cấp cây súng lửa. Lâu nó nhả cục thiên thạch xuống. Mất hơi nhiều máu đấy. Thiên thạch này được đấy. Osake. Rồi, lên bức tường. Cái này bán luôn. Lên hàng này. Như vậy thôi là tụi nó chịu không nổi rồi. Ok. Ủa, sao màn này lại dễ vậy? Nhưng mà mới là 2.1 thôi. Mấy cái màn phụ nó bình thường. Okay. Lỡ chúng ta gặp một chùm thì sao nhờ? Chịu không nổi luôn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kiếm tiền để coi có nâng cấp được gì không. Hay da, tôi mới phát hiện ra là màn này nó có tặng tôi hai cái ụ súng thả độc ra. Khá là ok đó, ok đó. Nhưng mà có nên bán không ta? Nếu mà ụ súng thả độc này thì hay là mình bán. Thông minh thử không? Mình bán luôn không? Bán luôn. Ôi trời ơi, chưa thấy thằng nào mà như tôi á mọi người. Chơi rất là mạo hiểm. Đây mới là đội hình chuẩn tôi xây dựng này. Ô, bức tường tôi sắp banh rồi mọi người. Chúng ta chuẩn bị lên bức tường cấp 2 này. Đó. Có cái con được cường hóa kìa. Mày cường hóa hả mày? Mày thích cường hóa không? Ê, và thế là chúng ta đã thắng. Tôi chỉ bán đi cái ụ súng độc để đổi lại cái đội hình khá là mạnh mọi người ạ. A few moments later. Mình mới vừa nạp rất là nhiều tiền. Tôi đã bỏ gần 5.000 viên kim cương vào đây. Và bây giờ các bạn có thấy mình còn 3.000 mấy viên. Trời, kia như là nạp tiền luôn. Là nạp tiền đó mọi người. Và bây giờ các bạn có thể thấy được là mình đã có được một cái ụ súng trên trần nhà. Nhìn như cái tổ ong vậy đó. Và nó là legendary. Oh my god. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bỏ cái gì đây? Hay à, cái đội hình ở trên đây đang rất là ngon. Tôi không biết là phải bỏ cái ụ súng nào. Cái súng lửa này là rất là ngon rồi, tôi không có bỏ được. Còn cái này phóng độc hả? Có thể sau này mình sẽ đổi cái súng lửa thành cái súng độc. Nhưng mà tạm thời cái súng độc mình chưa sử dụng. Biết là súng độc nó trâu, nó gần 1.000 máu nhưng mà nó có chút xíu đam à. Còn thằng này thì hơn 300 mấy đam luôn, gần 300 đam nhưng mà 1.000 mấy máu. Thôi thì tạm thời chúng ta sẽ nâng cấp thằng này để tôi lần này vượt qua cái con chùm màn thứ 10 này. Nó khá là khó đấy. Ok, và mình sẽ nâng cấp cái ụ súng này. Chúng ta phải trải nghiệm được cái súng này mới được. Bây giờ mình sẽ không sử dụng cái cây súng này nữa mọi người. Nó hơi bị thất vọng tí. Tiếp theo là không còn tiền để nâng cấp. Oh my god. Ok, không sao. Tôi có kim cương mà. Tôi mua một lần. Ui, cái cảm giác mà mua một cái gương này 7 màu và nó cho mình 5 thẻ legendary. Ui, boom. Ui, teleport. Cái súng này nó có thể dịch chuyển. Mình có được cái cung và mình có được cái đậu. Đáng suy ngẫm nha. Và chúng ta còn ở chapter 3 thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa. Oh my god, cái súng này có công dụng gì đây? Nó sẽ bắn ra teleportation gun, cái súng dịch chuyển, và có tỷ lệ, nó có tỷ lệ dịch chuyển cái bọn mà còn sống sót ở trên cái tầng ở trên cái tầng cao. Cái súng này chúng ta đặt ở trần nhà. Đáng, hai cái súng trần nhà luôn. Đáng suy ngẫm. Có thể là sau này mình sẽ bỏ cây súng lửa. Nhưng mà hiện tại thì chưa nha. Hiện tại cây súng lửa của tôi cấp 9 rồi. Tôi không muốn bỏ nó đi mọi người. Ok. Mình đã có 2 thẻ bài. Tổng cộng là 3 thẻ bài legendary luôn. Lần này nâng cấp xịn sò con bò luôn. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy thử đấu với con chùm coi liệu mình có vượt qua màn này không. Bỏ cả đống tiền vô rồi mà không vượt qua là chết mình. Lần này để xem nha. Bây giờ mình sẽ cho một cái ụ súng này ở đây. Một cái bức tường. Một cái này ở đây. Và cái này ở đây. Và cái súng lửa ở đây. Ok, mình đã thay đổi luôn. Mình chuyển cái bẫy thành cái gương mọi người. Tổ ong nó tấn công được dàn trên luôn kìa. Oh my god.
Mấy con ong này nó thả ra cực mạnh luôn. Ôi trời ơi, tụi nó chưa kịp tiến tới nữa, tụi nó đi rồi. Và bây giờ thì mình cần thiên thạch đi nha. Thiên thạch đi nha. Mình sẽ thử cái mimic coi. Mimic nó có 3 lần sử dụng thôi sao? Hay là mình đổi lại cái bẫy cũ nha. Rồi. Thả mấy con ong trên đây nó quá đỉnh đi mọi người ha. Mimic là nó nuốt chẩn luôn. Nó nuốt chẩn đối phương luôn mọi người. Nó giống như là cái cây mà ăn thịt người trong hoa quả đại chiến zombie đó mọi người. Ok. Ok, double mesh đây rồi. Nó là một cái thứ mà chúng ta rất là cần. Và tiếp theo là một cái súng laser. Ok. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái tổ ong lên cấp 2 này. What the dog doing? Cẩn thận nha. Mình đã bể cái rương rồi. Ôi không, mình sẽ sử dụng cái này. Khi mà bắt đầu màn cho mình thêm mana. Mình cần để dành. Mình cần tiết kiệm. Hiện tại thì chắc là không cần tiết kiệm nữa rồi. Ok. Lần này mất mẹ cái bức tường của tôi rồi. Chết rồi, không biết nâng cái gì nữa rồi mọi người. Đây, bức tường của tôi đây. The Mimic. Ok, tổ ong này, súng lửa này bây giờ rất là nhiều tiền luôn. Oh my god. Bây giờ tôi có rất là nhiều tiền. Thêm cái bức tường vô. Vậy thì thằng chùm nó không có làm cái gì với tôi hết. Quá mạnh đi. Màn này nó chơi không lại mình luôn. Oh my god. Boom. Con dê được cường hóa cũng chả nhầm nhò gì. Không phải là con dê mà là xì lam được cường hóa. Nhưng mà mình đã vượt qua màn thứ 10 rồi. Chúng ta hãy đến với lại vùng đất thứ 3. Let's go. Thì ra là nó chưa có hết mọi người ạ. Tôi chỉ tới màn 10. Tôi cứ nghĩ là tới màn 10 là xong rồi. Nhưng mà không. Đây là một con vua xì lam. Let's go. Ngại gì vết bẩn. Và mình đã thay cái con mimic thành cái cây gậy gọc đâm lên nữa rồi. Ok. Có rất là nhiều cách để chúng ta từ từ. Mình cần một cây súng lửa nhưng mà không có thì thôi. Đây. Các bạn nên lưu ý là tiết kiệm. Tại vì khi mà chúng ta lên cấp, lỡ đâu chúng ta nhận được một cái nâng cấp là khi mà kết hợp thẻ bài lên mana thì sao? Cho nên là chỉ mong là màn này mình ổn nè. Màn này mong là nó thoải mái nè. Để mình tích thật là nhiều mana cho ải tiếp theo. Chỉ cần ra cái thẻ bài kết hợp được mana. Hoặc là kết hợp để nó gọi là nhảy cấp bậc. Đây rồi, kết hợp được mana. Từ cái khúc này chúng ta mới bắt đầu nâng cấp lên. Chúng ta sẽ được cộng mana này. Mua cái tổ ong này. Mua cái tia laser. Ủa sao hết tiền rồi? What? Mình nghĩ là mình sẽ cần Reaper đi. Reaper khá là quan trọng. Triệt tiêu đối phương khi mà nó còn một tí máu. Ok rồi. Bây giờ là từ từ để coi màn này mình có qua được hay không nha. Nên tiết kiệm tiền mọi người. Ok, màn này vẫn qua được. Màn này ổn. Và thế là đấy, khi mà lên cấp 4, lỡ nó ra cho mình không ra gì cả. Rồi, đến lúc này thì bắt đầu phải xả tiền cho đến khi mà chúng ta tìm được một cái bức tường để nó hồi máu. Còn bây giờ thì cứ tiếp tục tiết kiệm tiền mọi người ạ. Đây rồi, double merge. Tôi biết là bây giờ hơi trễ. Thôi, đã lỡ trễ rồi, không cần thiết nữa. Thay vào đó chúng ta dùng sát thương cũng như là tăng sức mạnh, tăng chỉ số cho mấy cái trụ để chúng ta vượt qua cái màn 15 này. Let's go. Rồi, đã đến lúc này rồi thì chúng ta bắt đầu sử dụng nè. Bắt đầu xài tiền nè mọi người. Ok. Bắt đầu xài tiền này. Gậy gọc không cần. Cái này lên, chắc là một cái bên đây. Rồi, một cái súng lửa ở bên đây. Một cái tổ ong ở bên đây. Và cũng phải nhìn vào cái bức tường nha. Lỡ nó sập là chết luôn ấy. Rồi tia laser này. Thằng này lên cấp 3 này. Gậy gọc này. Lên này. Tôi chuẩn bị cho vàng đằng sau luôn. Ok. Chắc chắn đợt này bức tường của mình sẽ vỡ. Cho nên là mình đã để dành cái bức tường. Và hãy canh cho nó còn một tí máu mới nạp vô nha. Nạp vô sớm quá chúng ta bị lỗ mọi người ạ. Ok. Đây. Gậy gọc này. Let's go. Mình nghĩ là mình sẽ lấy thiên thạch. Yo. Ui, con chùm nó trâu dữ vậy. Cái thằng tay tình nó trâu dữ vậy. Ôi không. Ai, có bức tường rồi. Có bức tường là không có gì phải sợ cả. Ok, nó bắt đầu phá bức tường của tôi rồi đấy. Nó bắt đầu phá được cái bức tường của tôi rồi đấy. Oh no. Bức tường. No. Không được rồi, không bỏ rồi. Không bỏ rồi, bây giờ chúng ta phải đi tìm bức tường. Double merge. Ok, lần này là phải xài double merge rồi. Bán. Đây, chúng ta có bức tường rồi đây. Ok, để dành để nâng cấp lên cấp 2 này. Lần này nó sẽ hủy diệt cái bức tường của tôi này. Sau này chúng ta còn một cái tiến hóa của bức tường nữa. Nhưng mà nó là một cái loại bẫy khác. Là tường gai. Nó sẽ gây sát thương đó mọi người. Phải lên cái bức tường mọi người ạ. Ok, sẵn sàng đấy. Đã chuẩn bị rồi đấy. Thằng này bán. Bức tường. Đấy. Ui giời ơi. Căng đó. Bắt đầu mình sẽ sử dụng tổ ong mọi người ạ. Tổ ong.
Bây giờ là tăng sát thương lên. Bây giờ mình dồn cho một đống tổ ong luôn. Ok, bán cái này luôn. Bán. Ok, có bức tường rồi. Tổ ong đâu đây? Dồn cho một đống tổ ong là cực mạnh luôn. Đội hình này bá cháy. Bắt đầu hết tiền rồi. Phải biết tiết kiệm rồi đó mọi người. Ui, bức tường cấp 3 mà nó phá đúng nhanh luôn mọi người ạ. Đây, có bức tường rồi. Bây giờ là đi tìm tổ ong. Có bức tường rồi là sẽ đi tìm tổ ong. Tại vì tổ ong nó có thể, mấy con ong của nó có thể bay rất là xa luôn. Màn cuối này, màn này căng này. Bây giờ phải đi tìm bức tường trước đã. Bức tường tổ ong có nè. Đây bức tường. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lên tổ ong nha mọi người. Tìm tổ ong đâu? Đây, thật là nhiều tổ ong lên mọi người ơi. Ok. Bum. Xuống dưới đây, một đàn ong đợi tụi mày này. Let's go. Ok. Ui trời ơi, hên. Tổ ong. Đây, bức tường. Có bức tường luôn. King Slam. Ui, King Slam mạnh quá mọi người ơi. Oh no. Ok. Này thì King Slam. Và cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được King Slam rồi. Ui, trận chiến này hơi bị căng thẳng luôn á. Và phần thưởng của mình quá trời thứ luôn. Oh my god, 11 kim cương. Tám trăm mấy vàng. Oh my god, thank you, thank you. Ok, và cuối cùng thì mình đã chi một đống tiền để cho mình chiến thắng được màn này. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ tiêu diệt cái hầm mỏ bị quên lãng. Có nghĩa là ở màn thứ 3 đó mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.